Xin chào các bạn, trong bài này thì chúng ta sẽ tạo ra một tờ rơi giống như là hình ảnh mẫu bên này. Về dữ liệu thì chúng ta có các hình ảnh về Hạ Long. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ha. Trước hết thì các bạn vào trong menu image, chúng ta chọn WK, đặt tên, sau đó thì chúng ta OK. Bây giờ thì chúng ta sẽ xếp ra. Các bạn vào menu Windows, chúng ta chọn Arrange, chúng ta chọn là High Up Horizontal. Ta sẽ xếp ra như vậy. Hình ảnh của mình làm thì ở phía trên. Bây giờ chúng ta có thể là đổ một màu trắng vào. Màu trắng đang là nền background thì các bạn chọn là Control Delete. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu lên các bạn. Chúng ta sẽ kéo vô file mẫu nha, giữ shift rồi nhả chuột ra. Thì các bạn thấy là hình ảnh này nó không có gì thay đổi. Ta tắt cái hình này đi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái hình này vào trong file bài làm. Các bạn sẽ kéo vào trong file bài làm, nhấn giữ shift rồi nhả chuột ra. Ở bên file mẫu thì chúng ta cũng ẩn đi nha các bạn. Bây giờ trên file mẫu thì chúng ta phải gõ cái chữ này ra. Ở đây chúng ta sẽ chọn công cụ chữ T. Các bạn bấm vô trong nền, chứ đừng có rơi khung nha các bạn. Sau đó chúng ta gõ chữ là Hạ Long. Để đổi thành chữ hoa thì các bạn double click vô cái chữ T thumbnail ở đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng character ở trên này. Đây là cái bảng character. Các bạn bấm vô cái hai chữ T này thì chúng ta sẽ chuyển thành chữ hoa. Trở lại công cụ di chuyển, chúng ta sẽ dời lên phía trên này. Ctrl T. Nhấn giữ shift chúng ta kéo cái chữ này ra. Rồi mình sẽ để lên. Font hiện tại thì nó có khác một chút xíu. Thì cái font chúng ta đang dùng ở đây á là font này. Chúng ta có thể là chọn lại là Arial thử nè. Rồi ta sẽ kéo lại một chút xíu. Tạm thời thì chúng ta lấy font Arial nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa sang file mẫu nè, nhấn giữ shift và nhả chuột ra. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ ẩn chữ này đi. Chữ timelapse này thì chúng ta cũng gõ riêng, thì các bạn cũng chọn công cụ chữ T. Và chúng ta cũng bấm vô nền. Ta đánh ra cái chữ timelapse ha. Ta cũng dời lên phía trên này. Ctrl T. Sau đó giữ shift kéo ra. Nó hơi bị nhỏ so với chữ ban đầu cho nên là chúng ta kéo lớn ra chút xíu. Sau đó thì các bạn sẽ đẩy sang file mẫu và giữ shift rồi nhả chuột ra. Thì chúng ta có cái dòng chữ này các bạn. Bên file mẫu thì chúng ta tạm ẩn đi ha. Rồi cái chữ nhỏ này thì chúng ta sẽ làm sau. Tại cái này thì không có gì quan trọng. Bây giờ đến các cái hình. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có một cái góc uốn nè. Rồi các cái hình ảnh để chúng ta lấy vào và tạo hình giống như cuộn phim ở đây. Bây giờ trước hết chúng ta tạo góc cuốn này. Các bạn sử dụng công cụ Pen. Để chúng ta chọn công cụ Pen nha các bạn. Rồi lấy Pen Tool ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển sang cái bảng bát. Thì các bạn tắt bớt cái bảng character này đi nè. Trong bảng bát này thì nó đang là word bát.
Các bạn có thể là new ra một cái batch mới nha. Và bắt đầu thì chúng ta sẽ bấm xuống và rê ra một cái khung như vậy. Ta có thể rê ngang cũng được các bạn. Sau đó đến đây thì các bạn bấm xuống và uốn cong cái đường này. Để phím alternate chúng ta có thể là thay đổi trỏ chuột để chúng ta sửa các cái row tiếp tuyến này các bạn. Rồi sau đó thì chúng ta đè phím alternate, chúng ta bẻ cái row này ngược lên lại nè, qua bên này ta bấm xuống và rê ra, sau đó đè phím alternate chúng ta lại lôi ngược lại như vậy. Ở trên này thì chúng ta bắt đầu chúng ta bấm tới đây ha, bấm ra ngoài chút xíu cho nó dư một tí cũng được các bạn, bấm xuống là rê ra như vậy. Rồi chúng ta sẽ sửa các cái đường cong này lại, các bạn đè phím alternate để đổi trỏ chuột. Rồi chúng ta sẽ bẻ lại các cái đường uốn cong cho nó đúng theo mẫu. Cái phần bên ngoài này các bạn có thể là cắt bỏ này bằng cách là đè phím alternate, chúng ta click vô cái điểm này. Rồi chúng ta sẽ nối lại. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần góc uốn này. Khi tạo ra bát thì các bạn chọn bằng công cụ bát selection, phím chữ A nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ đưa cái này sang file mẫu thì các bạn có thể là chọn cái batch 1 ở đây chúng ta đẩy sang và nhấn giữ shift rồi nhả chuột ra thì nó sẽ có cái batch ở đây. Bây giờ thì chúng ta trở lại bảng layer nè. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một layer mới. Thì các bạn bấm dấu cộng tức là create a new layer. Sau đó thì chúng ta có thể là đánh dấu màu cho cái layer này. Các bạn có thể là đặt tên. Thì trước hết là chúng ta sẽ chọn cái đường path này. Các bạn nhớ là bằng công cụ path selection ha. Và chúng ta sẽ vào trong biểu tượng adjustment. Ở đây chúng ta sẽ chọn là solid color. Ta sẽ lấy theo cái màu trên mẫu này là màu vàng. Rồi sau đó thì chúng ta ok. Bây giờ mình sẽ tạo các cái viền đậm ở xung quanh cái màu vàng nhạt này. Các bạn chọn FX, chúng ta chọn là Inner Glow. Ta dời sang để thấy mẫu nè. Ở đây chúng ta sẽ bấm vô cái ô màu này, chúng ta chọn cái màu nâu trên mẫu nè. Rồi ok. Sau đó thì chúng ta sẽ giảm cái phần size xuống cho nó rộng ra như vậy một chút xíu cho nó tròn ra các bạn. Rồi ok. Opacity thì các bạn tăng cứ 100 nha. Ở đây thì chỉ có phần size là khoảng chừng 24 nè, chúng ta điều chỉnh cái phần size. Rồi ok. Tiếp theo là cái mảng màu trắng này. Cái mảng màu trắng này là phần bên này nè. Thì chúng ta cũng có thể là tạo ra một cái đường path. Ta cũng chọn ben nhé các bạn. Thì cái đường path này các bạn có thể là tạo từ đây, tức là từ góc này nè. Ta qua bảng path nha. Và chúng ta tạo một cái path mới. Rồi chúng ta đứng từ đây. Các bạn bấm vô trong này nè. Sau đó mình đi theo cái phía trong của cái đường cong này cho nó ẩn xuống dưới. Rồi chúng ta đè phím shift bấm ra phía ngoài như vậy. Đè phím alternate để kết thúc cái đường này. Sau đó thì mình trở lại công cụ path selection. Ta cũng chọn cái đường này nha. Bên layer thì các bạn cũng phải tạo ra một layer mới và cũng chọn vào cái biểu tượng adjustment ở đây. Ta chọn solid color và lấy màu trắng. Ok. Bây giờ các bạn thấy là nó đang ở phía trên nè của cái góc cong này, thì chúng ta chỉ cần đưa nó xuống dưới. Cái góc cong này thì ta sẽ đánh dấu nha, một cái màu vàng nha. Còn cái này thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới
cái layer màu vàng này, thì các bạn thấy là nó khuất ở dưới đây. Cái đường path này nếu mà các bạn muốn ẩn đi á, thì chúng ta mở cái bảng path ra và bấm vô cái chỗ trống ở đây thì nó sẽ ẩn đi ha. Rồi mình trở lại bảng layer. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cái khuôn của cái hình cuộn phim này. Ta cũng lấy pen nha. Ở đây chúng ta new robot mới trên cái file gốc đi cho nó đúng theo file gốc. Chúng ta bấm xuống nè. Ở chỗ này các bạn cũng đè phím shift, chúng ta bấm xuống cho nó thẳng ngang. Chỗ này thì chúng ta sẽ bấm xuống và chúng ta rê theo cái hướng đường cong này nè các bạn. Đó, để tạo ra cái đường cong này. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại, như vậy cũng được rồi các bạn. Chỗ này là cái đường thẳng ngang thì các bạn đè phím Alt+Tab, chúng ta cắt cái râu này đi ha. Sau đó đè phím shift, chúng ta bấm vô đây để tạo một cái đường thẳng ngang. Chỗ này thì nó cũng hơi cong cho nên là các bạn đè phím Alt+Tab, chúng ta bấm vô, đồng thời chúng ta giữ chuột, chúng ta rê ra một cái đường cong như vậy để tạo cái độ cong cho cái đường này. Nó cong song song với cái hình góc cuốn đó các bạn. Như vậy là được ha. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tạo ra các cái hình phía trong này. Ở đây chúng ta bấm từ đây nha. Đè phím shift bấm qua bên này. Đè phím shift bấm xuống đây. Rồi bẻ cong thì cũng đè phím Alt+Tab bấm vô cái điểm này, chúng ta uốn cong nó. Để chỉnh sửa lại thì các bạn chuyển sang cái công cụ mũi tên màu trắng là Direct Selection, cũng là phím chữ A nha các bạn. Chúng ta giữ shift chọn hai điểm này nè, sau đó chúng ta gõ phím mũi tên cho nó ra sát cái đường biên này luôn. Trở lại bên thì chúng ta cũng vẽ tiếp cái đường chỗ này. Các bạn bấm xuống một điểm nè, giữ shift bấm qua bên này điểm, giữ shift bấm xuống một điểm bên này, điểm góc bên này. Sau đó thì chúng ta đè phím Alt+Tab, chúng ta bấm vô cái điểm kết thúc ở đây nè, rồi mình rê chuột, mình bẻ cong cái đường này. Rồi chỉnh lại chút xíu thì chúng ta chọn Path Selection nè. Công cụ Path Selection là nó chọn tất cả nha các bạn. Thì các bạn thấy các cái điểm này nó màu xanh nè, chúng ta có thể là nhích lên nhích xuống một chút xíu nè. Đó, trong trường hợp này nó bị thiếu dưới đây thì chúng ta phải chuyển sang Direct Selection. Công cụ mũi tên màu trắng á, thì nó lại cho phép mình sửa, thì mình sẽ chọn từng cái điểm mình di chuyển đi ha. Nếu mà chọn nhiều điểm thì các bạn đè phím shift chúng ta chọn, rồi chúng ta dùng phím mũi tên chúng ta di chuyển lại như vậy. Như vậy là chúng ta đã vẽ được hai cái ô trong này. Bây giờ đến các cái ô vuông nhỏ thì các bạn sẽ trở lại cái công cụ rectangle. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái path mới, chúng ta làm cho dễ các bạn. Chúng ta zoom lên chút xíu nè. Các bạn tạo ra một cái ô vuông theo hình mẫu ở đây. Ta tắt các bạn này đi nha. Khi mà chúng ta tạo ra như vậy á thì các bạn thấy là cái này nó tạo ra shape, cho nên là nó có màu trong này. Lúc nãy chúng ta dùng pen á thì các bạn thấy là trên này nó là path ha. Bây giờ mình chuyển sang cái này thì nó là shape, thì các bạn có thể là xóa nó đi. Nếu mà muốn tạo ra path á thì chúng ta sẽ làm như vậy. Các bạn cũng chọn công cụ rectangle, nhưng mà trên này chúng ta chọn lại là path. Sau đó thì chúng ta đè phím shift, chúng ta rê ra một cái hình vuông như vậy. Ok. Sau đó thì chúng ta trở lại công cụ Path Selection nè. Các bạn chọn cái hình ô vuông này. Chúng ta chọn Edit Copy. Sau đó thì chúng ta sẽ dán xuống là Path xuống. Các bạn Ctrl T nha. Sau đó mình dời sang bên này. Rồi sau đó thì chúng ta nhấn Enter. Các bạn sẽ copy
bằng phím thì các bạn Ctrl Shift Alt Tab và chữ T thì chúng ta copy ra như vậy các bạn. Rồi, như vậy là cũng đều rồi các bạn. Sau đó thì chúng ta quét chọn tất cả các cái đường này nè. Ở đây các bạn sẽ mệt nó lại cho nó thành một chuỗi như vậy luôn. Thì các bạn vào trong này, chúng ta chọn là mệt xếp component. Rồi chúng ta chọn Z. Hiện tại nó đang nằm ở cái vị trí workbar thì các bạn phải đổi cái tên này lại thôi, nó bị mất nha các bạn. Rồi. Bây giờ các cái ô bên dưới này thì chúng ta sẽ copy 5 cái ô này xuống. Thì trong trường hợp này các bạn có thể là đè phím Alt Tab, các bạn kéo thẳng xuống luôn bằng công cụ Back Selection. Chúng ta có thể đưa xuống đây, rồi sau đó chúng ta dời lại cái vị trí này một tí nè. Bắt đầu từ ô bên ngoài này thì chúng ta sẽ lấy mũi tên màu trắng là Direct Selection, chúng ta quét như vậy và chúng ta nhấn phím Delete để chúng ta xóa. Để chúng ta còn lại các cái hàng này. Trở lại công cụ Batch Selection. Thì hàng này với hàng này với hàng phía trên này chúng ta có thể là mượt lại luôn nha các bạn. Thì để mình làm xong bên này thì mình xử lý luôn ha. Bây giờ chúng ta đã làm tới đây thì chúng ta sẽ đưa qua file của mình cái đã các bạn. Bây giờ chúng ta coi lại là chúng ta có những cái batch 4 nè, batch 2 nè. Bây giờ chúng ta đưa sang nè, cái batch 4 thì là các ô vuông. Batch 2 là cái hình cuộn phim bên ngoài này, chúng ta cũng đẩy sang nha. Đè phím Shift rồi nhả chuột ra thì chúng ta có cái hình này. Chuyển lại cái file mẫu, chúng ta lấy batch 4 nè. Ta cũng đẩy sang, đè phím Shift rồi nhả chuột ra. Chúng ta có cái hình này. Rồi, tiếp theo ở trên này. Ở trên này thì ta cũng vẽ như vậy các bạn. Các bạn lấy pen và trên này vẫn là bát nha. Ở đây chúng ta bấm vô cái điểm ngay góc này. Đè Shift bấm qua điểm bên này. Rồi đè Shift bấm xuống. Đè Shift bấm qua bên này. Ở đây chúng ta đè phím Alt Tab và bẻ cong nó một chút xíu. Rồi mình sẽ sửa lại bằng công cụ Direct Selection, bấm vô cái điểm này nè. Ta chỉnh lại cái đường cong này một tí thôi. Rồi. Phần bên trong thì ta cũng chọn công cụ Pen. Zoom lên một tí. Đây các bạn bấm xuống đây nè. Đè phím Shift bấm qua bên này. Đè Shift bấm xuống đây ha. Đè Shift bấm qua bên này. Ở đây thì chúng ta sẽ đè phím Alt Tab, chúng ta rê ra một cái râu như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ đè phím Alt Tab để chúng ta sửa. Thì trước khi sửa mình sẽ chọn công cụ mũi tên màu trắng, ta bấm vô. Rồi chúng ta sẽ bẻ cong cái này. Như vậy là được cái đường này các bạn. Tiếp theo thì trở lại bên mình sẽ vẽ cái đường này. Cái đường này là cái đường hình chữ nhật thì các bạn vẫn có thể là chọn công cụ Rectangle. Ở trên mình chọn là Bát nha. Chúng ta cũng có thể là chúng ta vẽ ra như vậy. Rồi. Hiện tại thì nãy giờ chúng ta đang làm chung trong cái batch 4 thì có lẽ là mình sẽ cut nó ra. Ta chọn công cụ batch selection nè, chúng ta chọn mấy cái vùng mà chúng ta mới vẽ nè. Ta Ctrl X chúng ta cut lên nha, tại vì cái batch 4 này thì mình đã đưa qua file bài làm rồi. Mình chọn lên cái batch 3 là chưa có gì, vậy chúng ta dán xuống. Các bạn chọn paste xuống đây thì nó sẽ có trong cái batch 3 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa sang cái file bài làm của mình. Thì các bạn kéo cái batch 3 này đẩy sang và đè phím Shift.
Thì cái này á, là nó cũng chung với cái bát bên này, cho nên là các bạn thấy là nó bị dính vô đây. Thì chúng ta cứ để đó đã ha. Bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái ô vuông. Thì mình có thể là mình copy từ cái đường bên này. Đây là cái đường của cái bát 4 các bạn. Chúng ta chọn edit copy nha. Rồi mình sẽ new ra một cái bát mới. Ctrl V xuống các bạn. Ctrl V tức là chúng ta bế xuống bình thường thôi, thì nó sẽ trở lại cái vị trí này. Tuy nhiên chúng ta sẽ dời lên đây. Ở đây thì mình thấy là nó vẫn bị thiếu nè, cho nên là chúng ta sẽ copy thêm 3 ô nữa qua bên này. Giờ chúng ta sẽ chọn công cụ Path Selection này, ta đè phím Alt Tab, chúng ta dời sang đây luôn các bạn. Rồi cái phần dư thì chúng ta sẽ lấy công cụ Direct Selection, chúng ta xóa, nhấn phím Delete. Ở đây do các cái khoảng cách này nó không có đều lúc ban đầu này, cho nên là các bạn thấy là nó phát sinh ra mấy cái trường hợp này. Thì mình có thể là mình chọn hết, mình di chuyển lại theo cái góc bên này thì nó hay hơn. Đó, bằng góc bên này, còn góc bên này là cái góc nhọn cho nên cũng như vậy được rồi. Sau đó thì hai cái này chúng ta sẽ mượt lại các bạn. Mượt Shape Component ha, cho nó dính lại. Chúng ta lại chuyển sang cái mũi tên màu đen là Path Selection. Đè phím Alt+Tab kéo thẳng xuống và đè phím Shift cho nó thẳng hàng như vậy. Ta dời lại một tí. Rồi. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đưa cái bát này sang cái file bài làm, thì các bạn cũng đẩy sang và đè phím Shift rồi nhả chuột ra. Như vậy là chúng ta đã vẽ được tất cả các cái đường bát rồi. Bây giờ mình trở lại bảng layer nha. Chúng ta sẽ tiến hành tô màu và cắt hình vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bảng bát, nó nằm chung với bảng layer các bạn. Chúng ta sẽ kéo cái bảng bát ra ngoài. Ta để đây ha. Thì các bạn thấy là chúng ta có bát 1, 2, 3, 4. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào cái bát 3 nha các bạn. Sau đó thì ở trên layer các bạn sẽ nêu ra một layer mới. Ta đánh dấu cho layer này nha. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái ô vuông nè, dãy phía trên ô vuông, dãy phía dưới nè và cái khung ngoài. Bên này cũng vậy các bạn. Chúng ta đứng ở cái bát 3. Đồng thời ở trên layer thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Adjustment Layer. Chúng ta chọn Solid Color. Các bạn thấy là nó chuyển sang cái màu đen. Chúng ta lấy theo tông màu của mẫu luôn nha. Chúng ta OK. Sau đó thì các bạn thấy là nó phát sinh thêm một cái Color Fill Bar Shape Path ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn xuống cái Color Fill này nha các bạn. Chúng ta chọn dãy ô vuông phía trên, giữ Shift chọn với ô vuông bên dưới. Bên này cũng vậy luôn các bạn. Sau đó thì trên thanh Option chúng ta bấm vô cái biểu tượng Path Operation này. Chúng ta sẽ chọn xuống là Subtract From Shape. Thì các bạn thấy là tất cả cái hình đoạn phim này thì các bạn thấy là nó đục lủng ra rồi. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái phần bên trong. Thì các bạn chuyển lại cái bát 3 nha. Ở trong này á thì chúng ta sẽ chọn một cái ô hình tam giác này trong bát 3 nè. Và chúng ta chọn Edit, chúng ta cut lên. Sau khi chúng ta cut lên thì các bạn nêu ra một cái bát mới. Ở đây là bát 4 nha các bạn. Và chúng ta sẽ dán xuống lại. Ta paste xuống ha. Rồi, trên layer thì các bạn sẽ nêu ra một layer mới.
và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Adjustment, chọn Solid Color. Hiện tại thì các bạn thấy nó là màu đen, thì chúng ta sẽ đánh dấu một màu khác nha. Ở đây chúng ta cho là màu Green, OK. Và chúng ta sẽ đánh dấu trong cái biểu tượng con mắt của nó là Green. Chúng ta có layer này. Tiếp theo thì chúng ta chuyển lại Path 3 và chúng ta chọn cái hình kế bên. Ta cũng Edit và Cut lên các bạn. Trên layer thì chúng ta cũng new layer mới. Ở trên path thì các bạn sẽ new ra một cái path mới là path 5. Chúng ta dán xuống. Sau đó trên layer thì chúng ta chọn biểu tượng Adjustment. Chúng ta cũng chọn Solid Color. Ta tạo ra một cái màu mới nha. Màu cánh sen này. Và đồng thời chúng ta đánh dấu nó là Violet, màu tím này. Tương tự thì trở lại Path 3, cái ô bên này các bạn cũng chọn Edit và Cut nó lên. Sau đó thì chúng ta tạo ra một cái Path mới. Ta thấy đây là Path 6 ha, cũng dán nó xuống các bạn. Ở trên layer thì chúng ta cũng new một layer mới. Chọn biểu tượng Adjustment và chọn Solid Color. Tìm cho nó một cái màu khác nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn là màu vàng. OK. Trở lại Path 3, chúng ta chọn cái ô kế bên là cái ô hình chữ nhật này. Chúng ta cũng cut lên nha các bạn. Sau đó tạo ra một cái Path mới là Path 7 ha. Ta sẽ dán xuống. Trên layer thì chúng ta cũng tạo ra một cái layer mới. Sau đó mình chọn Solid Color. Ta cũng tạo ra một cái màu mới. Bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu màu lại. Cái này là blue ha. Rồi cái layer màu vàng là layer này. Thì chúng ta sẽ cho nó là màu vàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa hình ảnh vào. Rồi, đầu tiên mình làm hai ô trên này nha. Ta vào file, chúng ta open file data này lên ha. Đây các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt các cái hình này lên. Do đó thì chúng ta sẽ chọn bằng công cụ Rectangular Marquee. Các bạn quét một cái vùng tròn tương đối như vậy, không cần kỹ nha các bạn. Sau đó thì đứng trên nền background, chúng ta nhấn Ctrl Z thì chúng ta đưa nó lên một lớp như vậy. Tương tự những cái hình này, các bạn cũng chuyển xuống nền background và Ctrl Z đưa nó lên chữ J các bạn. Cái này cũng vậy, ta quét chọn đứng trên nền background, Ctrl Z đưa lên. Rồi cái hình cuối cùng là cái hình này. Nhớ là đứng trên nền background nhé các bạn. Ctrl Z đưa lên. Như vậy thì chúng ta đã cắt ra được 4 cái hình này. Bây giờ mình xem trên cái file mẫu này. Thì ở góc này á, đây, thì chúng ta có cái hình hai cục đá nè, hai tảng đá ở đây là trong cái màu vàng. Bây giờ các bạn trở lại layer màu vàng nè. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái hình tảng đá này, lấy công cụ di chuyển nha, đè phím Ctrl bấm vô nè, ta chọn lại cái hình tảng đá, chúng ta đưa sang cái chỗ màu vàng này các bạn. Sau đó thì các bạn chuột phải vô và chúng ta chọn là Convert to Smart Object để khi co giãn thì cái hình nó không có bị hư các bạn. Đây, ta sẽ kéo cái hình data này qua một bên. Sau khi Convert to Smart Object thì các bạn Ctrl T. Thì các bạn thấy là những cái đường nào mà path á, thì nó bị chọn các bạn. Cho nên là bây giờ chúng ta phải giấu đường path đi hết nha. Mình đang đứng ở cái path 7 nè. Cho nên mình bấm ra ngoài đây. Bây giờ mình mới Ctrl T trở lại. Thì nó mới chọn được cái hình này. Các bạn kéo lại như vậy. Và chúng ta để vô ngay cái vị trí của cái miếng màu vàng các bạn. Nhấn Enter nha. Ở đây chúng ta sẽ rút xuống cái layer màu vàng. Thì chúng ta sẽ đè phím Alt+Tab và đưa chỏ chuột vô kẽ giữa hai layer. Khi nào nó xuất hiện cái mũi tên màu đen thì chúng ta bấm vào.
thì các bạn thấy là nó sẽ được đưa vào trong này. Chúng ta Ctrl T, đè phím Shift Alt, chúng ta kéo lại rồi mình dời lại cho nó đúng vị trí. Rồi sau đó mình enter, như vậy là chúng ta đã đưa được cái hình này vào. Tương tự cái ô hình chữ nhật màu xanh này thì các bạn phải chọn lên cái layer có màu xanh blue này, và chúng ta sẽ lấy cái cảnh này vô ha. Đây các bạn cũng đẩy sang ngay cái chỗ blue này nè, rồi nhả chuột ra. Sau đó thì chúng ta cũng chuột phải và convert to smart object. Các bạn cũng thu nhỏ lại nè, Ctrl T, ta đè phím Shift kéo lại một chút xíu, nhấn Enter nha. Sau đó thì mình cũng rút xuống bằng cách là mình nhấn giữ Alt Tab và chúng ta thấy xuất hiện mũi tên thì chúng ta bấm xuống. Và bây giờ chúng ta sẽ Ctrl T, sau đó thì mình sẽ co giãn lại cái hình này một tí. Như vậy cũng được rồi các bạn. Ta nhấn Enter. Bây giờ qua cái hình bên này thì đây các bạn, cái hình bên này á, màu đỏ là cái mẫu màu xanh xanh dương này ha, mẫu màu này nè. Thì chúng ta sẽ trở lại cái mẫu này. Đây. Và chúng ta chọn cái layer màu đỏ nha. Layer màu đỏ này á, thì chúng ta đánh dấu nó là violet, là màu này các bạn. Bạn đứng ở trên layer này, sau đó thì chúng ta mới chọn cái hình ảnh nè, ta đẩy sang. Rồi các bạn sẽ đưa ngay vị trí giữa cái layer màu đỏ. Chúng ta cũng chuột phải và convert to smart object nha. Ctrl T, đè Shift Alt Tab, chúng ta kéo lại cho nó nhỏ lại chút xíu. Mình enter, sau đó mình cũng rút xuống, đè phím Alt Tab và bấm chuột vô kẽ giữa hai layer này nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ xếp lại theo cái hình ảnh bên dưới này. Đây thì chúng ta sẽ Ctrl T, đè Shift và Alt Tab, chúng ta scale lại một tí rồi mình dời lại nha. Thì các bạn thấy là những cái hình ảnh mà khi mình ta đưa vào trong này nó không có gì là nó bị hư hết các bạn, và nó cho phép chúng ta co giãn rất là dễ. Nhấn Enter. Miếng cuối cùng thì chúng ta có cái hình data bên dưới này. Đây các bạn. Hình này thì vào trong cái miếng màu xanh lá cây. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái layer có màu xanh lá cây này. Đồng thời chúng ta chọn cái hình này chúng ta đưa sang. Đây các bạn. Ta sẽ đưa vào đây ha. Rồi mình sẽ kéo vô giữa nè. Sau đó thì chúng ta cũng chuột phải và chọn Convert to Smart Object. Bây giờ mình Ctrl T, đè Shift Alt Tab, chúng ta kéo lại, ta để vô giữa cái miếng màu xanh. Sau đó thì ta sẽ rút nó xuống. Như vậy là chúng ta đã đưa được vào trong này các bạn. Ta sẽ dời lại nha. Ctrl T, co giãn lại một chút xíu. Rồi Enter. Như vậy là chúng ta đã đưa được hình vào các cái khuôn này. Bây giờ cái chữ Hạ Long thì các bạn thấy là chúng ta cũng cần một cái hình chúng ta đưa vào trong chữ Hạ Long và chữ Timelapse ha. Thì ở đây mình sẽ chọn có lẽ là cái mẫu bên dưới này nè, nó hơi dài ngang này các bạn. Thì chúng ta sẽ lấy cái mẫu này. Đây các bạn. Chúng ta sẽ lấy cái mẫu này và chúng ta sẽ để lên cái chữ Hạ Long. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cái layer có chữ Hạ Long rồi các bạn.
Đây. Ta đánh dấu cho nó có một cái màu đỏ nha. Ta dễ thấy. Bây giờ mình sẽ lấy cái hình này, mình sẽ đưa sang. Ta cũng xếp lên trên cái chỗ chữ hài lòng các bạn. Sau đó thì các bạn cũng convert to smart object. Cái này thì mình không co giãn cho nên là mình không convert thì cũng không sao các bạn. Sau đó thì chúng ta cũng drop xuống này, đè phía Maintenance bấm xuống. Đó thì các bạn thấy là hình ảnh được đưa vào trong cái chữ hài lòng này. Chúng ta tìm cái vị trí chúng ta xếp lại, có lẽ cũng không cần theo file mẫu đâu các bạn. Mình thấy đẹp là được rồi. Ở đây mình tìm cái góc độ nó có đậm nè, sáng và trung gian như vậy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, cái chữ timelapse thì chúng ta sẽ chọn cái ảnh màu xanh dương này đi cho nó thay đổi không khí một chút xíu. Đây là cái ảnh này các bạn. Và chúng ta cũng đưa sang ngay cái vị trí chữ timelapse này. Ở đây chúng ta sẽ tìm đến cái chữ timelapse nha. Mình đánh dấu nó là blue nha các bạn. Rồi chúng ta lấy cái hình này. Ta đẩy sang. Rồi, mình cũng dời đến cái chữ timelapse. Cái này chúng ta cũng convert luôn đi ha. Sau đó thì chúng ta sẽ rút xuống luôn, đè phím Maintenance và bấm cái mũi tên này vào cái giữa hai layer các bạn. Thì các bạn thấy là nó sẽ tạo ra cái màu cho cái chữ timelapse như vậy. Các bạn cũng có thể là chọn lại cái vị trí màu cho nó đẹp. Thì chúng ta sẽ lấy cái màu cho nó có một cái độ đậm chút xíu các bạn. Rồi, cho nó thay đổi chút xíu, tức là có cái độ đậm chữ A này nè. Như vậy là cái bảng này thì chúng ta đã làm xong rồi, cho nên là bây giờ chúng ta có thể tắt đi nha. No ha. Chữ hài lòng bây giờ thì chúng ta sẽ cho nó nổi lên. Các bạn sẽ tìm đến cái chữ hài lòng. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần FX. Ở đây chúng ta sẽ chọn là Pivot Emboss. Ta chọn là Inner Pivot theo mặc định của nó. Thì các bạn thấy là cái chữ này cũng hơi nổi lên như vậy là cũng tương đối được rồi các bạn. Ta chỉnh lại cái phần Deep một chút xíu nè. Ở trong phần Technique này thì chúng ta chọn là Zero H nha. Nếu mà mình chọn Smooth thì nó hơi nhẹ hơn. Nhẹ hơn một chút xíu như vậy các bạn. Mình cho chữ nó rõ lên một chút xíu. Thì các bạn có thể là tăng cái phần Deep lên nè. Còn nếu mình muốn nó góc cạnh nữa thì mình chọn là Zero H. Zero Soft thì nó sẽ nhẹ các cái cạnh ra hơn. Thì ở đây chúng ta thống nhất lại một cái là Zero H cho cái chữ nó rõ lên. Phần Size thì chúng ta có thể chỉnh lại. Mình mở ra như vậy thì nói chung là cái hình ảnh nó rõ hơn các bạn. Sau đó phần Soften này thì mình cho nó ít lại để cho cái chữ nó cứng cáp hơn chút xíu. Như vậy có lẽ là được hơn các bạn. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái màu viền. Ở đây nó có một cái viền trắng thì các bạn chọn là Drop nha. Chúng ta lấy màu viền thì ở đây mặc định nó là màu trắng rồi. Size thì chúng ta chỉnh lại bằng 3 thì cũng được rồi các bạn. Cái chữ của mình nó không có dấu tại vì font tiếng Việt á, gõ nó bị thiếu chút xíu. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ ok. Nhớ là cái phần position trong cái phần drop này á, thì chúng ta chọn là outside để cái chữ nó không bị nhỏ đi nha các bạn. Cái viền này nè. Chọn outside đây chúng ta ok. Bây giờ thì mình sẽ copy cái hiệu ứng trên cái chữ Hạ Long thì các bạn chuột phải vô nha. Chúng ta chọn là Copy Layer Size. Sau đó thì mình sẽ chuyển đến cái chữ Timelapse này. Tại vì ở đây các bạn thấy nó cũng hơi nổi lên và cũng có viền trắng nè. Thì chúng ta chuột phải và chúng ta chọn là Base Layer Size. Đó, nó sẽ nổi lên như vậy các bạn. Như vậy là chúng ta đã làm được cái chữ Hạ Long và Timelapse này. Bây giờ những cái chữ nhỏ này á, thì chút xíu chúng ta sẽ gõ ra.
Ở đây còn một cái dấu mũi tên trong cái file mẫu, thì các bạn thấy cái dấu mũi tên này nè. Thì thực tế cái mũi tên này á, trong cái font thì nó không có, mà cái cách làm thì cũng đơn giản các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn công cụ rectangle. Các bạn sẽ rê ra một cái khung hình chữ nhật như vậy. Sau đó thì chúng ta cũng rê ra một cái hình chữ nhật để chúng ta làm cái tam giác. Các bạn sẽ rê ra một cái hình chữ nhật như vậy nữa. Và chúng ta sẽ chọn pen. Ta sẽ tắt một cái nút đi bằng cách là các bạn bấm vào. Rồi chúng ta sẽ trở lại cái mũi tên màu trắng là công cụ Direct Selection ha. Các bạn chọn vô cái điểm này, chúng ta đẩy lên cho nó vô giữa nè. Chúng ta nhắm chừng khoảng giữa này là được rồi. Sau đó thì mình sẽ chuyển sang cái mũi tên màu đen này. Các bạn nhấn phím Control và bấm vô. Thì cái mũi tên màu đen này là nó cho phép ta chọn toàn bộ cái hình này để chúng ta di chuyển. Còn cái mũi tên màu trắng là dùng để sửa các cái điểm nha các bạn. Ta sẽ nhích nó vào đây một chút xíu nè. Mình zoom lên, thấy nó rõ ha. Hai cái này chúng ta giữ Shift ta chọn để chúng ta xếp lại. Thì ở trên thanh Option các bạn vào chế độ Align nè. Ta canh giữa theo chiều ngang. Bấm vào đây. Thì các bạn thấy cái này nó có nhích lại một chút xíu. Như vậy là chúng ta đã sắp xếp cái hình này nó thẳng được rồi. Và chúng ta sẽ chọn cả hai cái nha. Các bạn kiểm tra lại cái chế độ là Combine Shape cho từng cái hình này. Bên này cũng vậy các bạn, nó phải là Combine Shape. Sau đó mình giữ Shift mình chọn cả hai. Và các bạn chọn là Merge Shape Component. Thì các bạn thấy là nó hàng lại như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cắt những cái vạch phía sau giống như cái mũi tên này á, thì cũng tạo ra các cái đường hình chữ nhật như vậy. Ở đây mình chọn lại công cụ Bash Section nha. Chúng ta chọn copy cái hình ô hình chữ nhật này. Chọn Edit Copy. Các bạn dán xuống là paste. Sau đó thì mình sẽ Ctrl T. Và chúng ta sẽ dời sang một cái vị trí thứ hai. Các bạn giữ Shift cho nó thẳng ngang nha. Chia khoảng cách cho nó đều. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Sau đó mình sẽ sao chép ra đúng một cái khoảng cách. Thì các bạn nhấn giữ Ctrl nè, Shift Alt Tab và chữ T. Nó sẽ sao chép ra như vậy. Ba cái ô hình chữ nhật này chúng ta cũng sẽ merge shape component lại để thành một. Sau đó thì mình sẽ chuyển nó lại là subtract front shape. Chúng ta chọn cả hai cái hình này và chúng ta chọn là merge shape component. Thì các bạn thấy là nó sẽ cắt ra như vậy. Bây giờ mình sẽ new ra một layer mới và chúng ta sẽ chọn solid color. Màu thì chúng ta sẽ lấy theo cái màu của mẫu là cái màu vàng này ha. Rồi ok. Nó đang bị che thì chúng ta có thể là đưa nó lên trên nha các bạn. Đẩy nó lên trên. Đó, thì chúng ta có cái hình mũi tên này. Bây giờ chúng ta sắp xếp cho nó gọn lại nè. Phần bát thì bây giờ đã xong ha. Mình bấm ra phía ngoài để chúng ta ẩn các cái đường bát đi. Trở lại layer nè. Mình sẽ thu nhỏ lại cái file bài làm. Thì bây giờ chúng ta thấy là chỉ còn thiếu cái phần văn bản và các cái văn bản, ví dụ chữ 5 ngày 4 đêm nè. Rồi giảm 50% trong các cái dịp lễ 2 tháng 9 và 30 tháng 4 thì mấy cái này chúng ta nhập văn bản bình thường thôi. Thì ở đây mình đã tạo ra một cái group chứa cái văn bản này rồi. Thay vì mình phải gõ chữ vào. Ở đây chúng ta chỉ cần mở lên. Đây cái group này mở lên thì các bạn thấy là chữ có sẵn trong này ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài này. Cảm ơn các bạn đã xem. Và nếu thấy hữu ích thì xin các bạn cho một like.